cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Thật ta bảo các ngươi, trong co các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan. Và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia kẻ phải đến. Ai có tai thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, từ cạnh sườn bị đâm thủng của Đức Giêsu đã tuôn dòng máu và dòng nước cuối cùng cho nhân loại. Theo thị kiến của chị Faustina, đó là ánh sáng của lòng thương xót mà Chúa Giêsu chiếu soi con người. Từ trái tim bị đâm thủng ấy đã phát sinh các bí tích, đã khai sinh giáo hội. Từ trái tim bị đâm thủng ấy, Chúa chữa lành và ban muôn vàn ân sủng cho những ai chạy tới với Ngài. Tay Chúa có lỗ đen, cạnh sườn Chúa bị đâm thủng. Đó là dấu chỉ của tình yêu mà Chúa Giêsu không che giấu. Thậm chí người còn cho chúng ta thấy lỗ đen vết thương ở cạnh sườn người, mà từ đó máu và nước chảy ra thi thố lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta không còn sợ hãi khi đến gần vết thương của Chúa. Chúng ta mạnh dạn gieo mình vào trái tim mở hoác của Ngài. Sự sợ hãi của chúng ta biến thành sự an ủi và niềm vui, vì nơi trái tim ấy chúng ta được chữa lành, được chúc phúc, được ban hết ơn này tới ơn khác. Chúng ta cảm nhận được điều này khi Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ sau ngày phục sinh. Ngài đã nói Tô-ma rằng: Hãy xỏ ngón tay con vào đây, hãy đưa bàn tay con vào cạnh sườn, con hãy tin. Và từ đây chúng ta thấy Tô-ma đã trở thành một tông đồ, thay vì nghi ngờ thì tuyên xưng đức tin của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Và từ việc thọc tay chiêm ngắm lỗ đen và mũi đồng từ cạnh sườn, các tông đồ đã trở nên chứng nhân và lãnh nhận nhiều ơn mà chính Thiên Chúa trao ban cho các ngài. Nhất là các ngài không còn sợ hãi, các ngài can đảm để tiếp tục loan báo tin mừng, dẫu có phải bỏ cả mạng sống của mình. Trong nhật ký, chị Faustina viết những lời của Chúa Giêsu như thế này: Cha không thể trừng phạt ngay cả những kẻ tội lỗi cứng đầu nhất nếu nó kêu gọi lòng thương xót của Cha. Ngay lập tức, Cha tha thứ nhờ lòng thương xót không thể hiểu nổi và không thể ước lượng của Cha. Trái tim Cha thông cảm và yêu thương bị bốc cháy với niềm khao khát mãnh liệt cứu rỗi các linh hồn. Khi chúng quay về với Cha, Cha khó có thể kiềm chế niềm vui của Cha, và Cha vội vàng chạy ra để gặp chúng. Trái tim Cha thấy niềm vui trong sự tha thứ. Cha không còn mong muốn nào lớn hơn hoặc hạnh phúc hơn là có thể tha thứ. Ta muốn ân xá cho những linh hồn đã đi xưng tội và rước mình vào máu Thánh Chúa trong ngày kính lòng thương xót Chúa, để bất cứ ai cầu xin nguồn mạch sự sống trong ngày này thì mọi tội lỗi và hình phạt sẽ được hoàn toàn tha thứ. Chúng ta nhận ra những lời hứa của Chúa Giêsu để rồi chúng ta không còn ngại, không còn sợ để tới với lòng thương xót của Ngài mà đón nhận sự tha thứ. Có thể nói
Đức Giêsu Kitô vui vì được tha thứ cho chúng ta, và Ngài vui vì chúng ta tới để bộc bạch tất cả mọi tội lỗi, mọi khuyết điểm, mọi đớn đau của cả thể xác và tâm hồn cho Ngài, để rồi Ngài mong ước được tha thứ hơn là luật phạt con người. Lời hứa mà Chúa Giêsu hứa ban khi cho chị Faustina trong điều mà chị đã viết: mỗi linh mục dâng lễ hy sinh cách xứng đáng trong 30 ngày liên tiếp và đi đàn thánh giá hàng ngày sẽ nhận được cho mình và cho linh hồn khác nó chọn bảo đảm ơn cứu rỗi đời đời. Và lời hứa thứ hai cũng thế: người nào rước lễ cách xứng đáng trong 30 ngày liền và đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng chỉ cho lợi ích của giáo hội công giáo sẽ nhận cho mình và cho một người khác nó chọn bảo đảm sự sống đời đời. Đó là hai lời hứa mà Đức Giêsu Kitô đã mặc khải cho chị Faustina. Và vì vậy tôi mời gọi mọi người chẳng có gì phải sợ hãi hay rụt rè để chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa qua trái tim mà Ngài đã bị đâm thủng. Để rồi từ đây không những chúng ta đón nhận được sự tha thứ của chính mình, được ơn cứu độ cho chính mình, mà chúng ta còn được sự tha thứ và cứu độ cho những anh chị em của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện cho họ. Xin cho năm lòng thương xót mà chúng ta chuẩn bị rước ảnh lòng thương xót, mọi người chúng ta đến với lòng thương xót không ngại ngùng, đến với lòng thương xót để gieo cả con người của mình, những yếu đuối, những mỏng giòn, những tội lỗi vào trái tim mở toang của Chúa, để rồi Chúa ôm ấp lấy mỗi người chúng ta và Ngài vui vì Ngài được tha thứ cho mỗi người. Amen.